Ok anh em ơi, và Duy Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ anh em ơi. Và sau buổi livestream ngày hôm nay thì Khải đang bận về hướng Định Quốc nè. Thì Khải thấy với cái áo Định Quốc thì nó có thêm thời gian một hồi á, đánh khá là trầu, cũng khá là sướng đó. Với cái áo Định Quốc hiện tại lượng kháng của Khải đang như thế này. Để tí là Khải lên đạn tới cho anh em xem. Hiện tại đang có kháng cả 15 từ Bách Qua Lộ á, anh em đã thấy. Khải lên đạn rồi, Khải so sánh cái kháng cho anh em xem. Khải là đang muốn bận xét đồng ba áo phục hồi 40 đây. Hiện tại bây giờ là kháng thì thực sự là nó đang dính Bách Qua Lộ nè. Anh em đợi tới hết 2 phút Khải sẽ sau lại anh em xem cái lượng kháng nha. Đầu tiên thì về hướng này thì xét Định Quốc thì Khải đang có là một cái nón thủ lý 25, một tay 48 làm chậm, áo phục hồi 50 sinh lực, dive 580, giày 40 44 tốc độ di chuyển, giá chiền kháng cả 15 chón 20, không khí chón 50 được 70 chón, kèm với cái nhẫn này nữa là có 101 chón như nè. Rồi một món kháng lôi, món phòng thủ lý thì Khải chỉ có 45 chậm và 101 kháng lôi thôi. Còn nếu mang kiểu này, nếu mang kiểu này thì Khải sẽ có 80 chậm 80 chón, nhưng mà lượng kháng hỏa này rất thiết ít nè mày. Để mà so sánh thì hai cái set Định Quốc và là set đồng bang của Khải kèm với đồ tím một đồ xanh của Khải thì Khải thấy set đồng bang nó sẽ trâu hơn. Là Khải quyết định gì xếp đồng bang như nè. Anh em đợi tới đợi nó hết Bách Qua Lộ, Khải sau cho anh em xem cái kháng luôn cho nó cụ thể hơn. Anh em sau khi hết Bách Qua Lộ thì lượng kháng của Khải sẽ được như thế này. Hiện tại Khải đang đi hướng này là hướng kháng như nè. Khải không đi phi phong kỹ năng nữa, Khải đang đi hướng full kháng. Thì với cái set đồ là Định Quốc như thế này vừa rồi thì kèm với gia truyền này kháng cả 15, với cái vũ khí này thì Khải đang có 70 chó này. Thiệt sự là đi hướng này cũng không động mất chó lắm. Bao tay thường bao tay làm chậm kèm với cái này được 80 làm chậm, một món kháng lôi, một cái nhu tình 25 phòng thủ, thì lượng kháng Khải đang có là 75 phòng thủ đồng cộng 2. Do là có cái phi phong ở đây mà phi phong cái đang phi phong kháng cả 10 này nó mới lên cộng 2 á, không có là không lên nổi đâu. Rồi kháng hàng 75, kháng lôi 75, kháng hỏi 53, kháng độc 18. Và bây giờ thì Khải muốn đổi về set ông bang để nó lấy tăng thêm lượng kháng như nào. Thì ông bang thì Khải sẽ cái áo sẽ rất thì phục hồi 40 thôi, còn lại Khải sẽ phang nón thủ lý làm chậm, đó sẽ đạt móc 80 chậm 80 chón rồi nè. 30 17 30 15 30 là 60, 19 20 là 80 làm chậm đó. Đôi giày này kháng hỏi chón kèm với cây vũ khí sẽ được 80 chón và một nón kháng lôi đó, kèm với những trang bị ông ba nó sẽ lên kháng cho anh em xem. Theo Khải nghĩ nó sẽ lên kháng chắc chắn luôn. Và lần này Khải sẽ lên kháng thì Khải sẽ đẩy bớt cái máu nha, Khải đẩy bớt máu về nội công nha. Rồi Khải thả cho anh em xem. Tại máu khá là nhiều, 2.7. Rồi, Khải tăng cho anh em xem. Rồi, ok, anh em cùng nhìn sâu lượng kháng nha. Khải nghĩ lượng kháng Khải sẽ tốt hơn. 75 cộng 2, 75, 75, 53, vô. Ok chưa, đó, ngay kháng sẽ tốt hơn mà, đó. 75 cộng 2, 75 cộng 1, 75, 75, đó, ok chưa anh em ơi. Đây là đang có cái phong kháng cả 10 á. Đó. Còn không có thì nó sẽ được như vậy thôi. Đó, ok luôn. Hôm nay Khải sẽ đi hướng này cho nó trâu nè mày, nhìn sẽ đồ ăn bao. Không đi kỹ năng nữa, tầm này đi thì hướng càng trâu càng tốt. Tại vì thiệt sự với anh em là với cái tầm này thì bên băng A, băng quỷ họ cực kỳ đông. Thì bên băng mình thì nhân lực không có đâu. Thì nó sẽ bị kiểu là không ai tên cơ cho mình đánh. Không có ai tên cơ cho mình đánh đâu. Nên là mình không thể nào mà nhắc tay nổi luôn mọi người. Đợt hôm trước hay mặc áo nhu tình nhưng mà hôm nay không mặc nữa. Hôm nay tùy cơ ứng biến rồi. Giai đoạn này thì mình không có mặc nhu tình nữa. Thường thường mặc nhu tình sẽ đi kèm với cái phi phong kỹ năng, nhưng mà tầm này Khải sẽ đi với phi phong kháng tất cả. Rồi ok, chúng ta sẽ tăng về lượng đam. Lượng đam thì lúc nãy Khải sẽ tăng lên 5.1 này. Lúc nãy có 4.9 rồi, hôm nay Khải sẽ cố gắng tăng 5.1 được không? Máu máu 1.9. Ok, 5.1 được rồi nè, 1.1 được rồi. Rồi máu 1.9, máu 1.9 hơi thấp quá nè. Máu 2k nha, 2k lực tay. Máu 5 thôi máu 2k đi. Tại vì 100 tiềm năng là 100 lực tay đó nè, cũng như là 100 tiềm năng là khoảng 200, hơn 200 máu. Ok, cho không chọn 5k lực tay thôi là được.
thuận lợi máu đó, máu 2002 ok luôn. Cái đầm to quá, không là máu chết cũng vậy nè. Rồi ok, lần này Khải lên đảo thì Khải quyết định chơi về hướng châu bò nha nè, châu bò hơn một chút chứ không có chơi hướng đam nữa. Hướng đam to thì ok, đam rất là to, cái đó là mình trải nghiệm thôi nè, đam rất là ok luôn. Nhưng mà nhiều khi thực sự anh em là lúc đó cái xếp đồ thì phòng thủ hơi thấp nữa, đụng cái cảm giác đường môn xấy cái là chết, đường môn xấy cái là chết luôn nè. Rồi ok, hôm nay là với lực tay 5k kháng như thế này, đồ đạc như thế này ok rồi. Đó anh em xem lại một lần nữa đó. Và với cái xếp đồ này thì Khải sẽ chơi xếp đồng bang này. Rồi ông thủ lý là 17, 15 và 19 là kèm với những cái mô làm chậm thì Khải sẽ đang có 80 làm chậm nha nè. Và chó thì Khải đang có từ đôi giày vũ khí và bao tay kháng lôi đó, một bộ kháng lôi nha nè. Người kháng cao 7, nạ kháng cao 5, phòng thủ lý từ ấn 25, một cái thiết hợp tinh lực 200, một cái kháng cả 10 phi phân. Tầm này thì chơi kháng cả 10, không chơi kháng, không chơi phi phong khả năng nữa nhé nè. Rồi lại hiệu ứng châu. Tầm này ban ít ít ạc nên là hiệu ứng tăng không có. Người mà đứng tăng như mình đánh thì không có nữa em ơi. Nên là mình rất là dễ bị sốc đam chết. Nên tầm này là mình sẽ tự bảo vệ cho mình, tự tăng như mình luôn. Mình sẽ càng châu, mình sẽ có cái đam tốt hơn. Rồi ok, bây giờ Khải xuống đảo cho người. Đó. Thì Khải thấy nó kháng đồ này nó vẫn tốt hơn bên cái set định quốc nè. Set định quốc lúc này kháng họ Khải có 40-50 thôi nè. Này đi với set này nữa, lượng kháng băng lên 75+1 nữa thì thiệt sự nó sẽ đại lên cái hướng mình di chuyển nó khác tốt, không bị dính băng nhiều. Làm chậm thì 80 nữa, lúc nãy làm chậm có 48 thôi. Mà đạt mất 80 chậm thì chó chỉ có 70 thôi. Với xác định quốc thì nó không bằng sỉnh này, so sánh thì Khai thấy không bằng sỉnh này. Rồi ok, quá đẹp luôn. Đó, lúc này 5k, nhảy được rồi nè mày. Nhiều này Khai thấy cho ok rồi. Rồi xuống đá nè mày. Rồi, nói chung là ở lần thay đổi lần này thì cho anh em xem lại xếp đồ một lần nữa. Lần này sẽ chơi hướng châu nè mày, hướng châu bò.